Chân dung Thanh Huyền, bà xã canh vàng lá ngọc của MC Tuấn Tú. Tuấn Tú sinh năm 1984 tại Hà Nội và từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Với lợi thế ngoại hình nổi bật cùng sự tự tin, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Anh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm ngoại giao, khi cả bố lẫn mẹ đều từng làm tại New Zealand, rồi sau đó là làm tham tán tại Philippines. Tuấn Tú khi mới 17 tuổi đã là một người mẫu, vào năm thứ hai đại học anh theo gia đình sang New Zealand, rồi sau một năm thì về nước, phát triển sự nghiệp. Sau đó, anh có thời gian dài hoạt động tại đài truyền hình VTV. Hình ảnh gắn liền với Tuấn Tú, khiến nhiều người nhớ nhất chính là MC của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Anh được gọi là MC soái ca nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật cùng phong cách dẫn dắt vô cùng lôi cuốn người xem. Những năm tháng tuổi trẻ, MC Tuấn Tú liên tục ghi điểm, trong mắt người xem nhờ sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai cùng lối dẫn dắt biến hóa đa sắc màu. Anh còn tham gia đóng khá nhiều phim như Tóc Rối, Lóc Nàng Dâu. Thời điểm đó, ngoài là một MC tích cực của đài, anh còn đảm đương chức vụ bí thư đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Mặc dù tuổi còn trẻ và đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng đến năm 2012, MC Tuấn Tú bất ngờ tuyên bố kết hôn với một cô gái không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Năm 2014, anh thông báo kết hôn và quyết định rút lui khỏi VTV để chuyển sang làm việc lại ngành công an. Điều này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ xen lẫn tiếc nuối. Thời điểm đó, MC Tuấn Tú đang được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự điển trai và đa năng, nên thông tin này khiến nam diễn viên mất đi một lượng lớn người hâm mộ. Thời gian đầu Tuấn Tú khá kín tiếng trong cuộc hôn nhân với vợ có gia thế khủng. Nhưng sau này, anh cởi mở hơn rất nhiều. Chia sẻ về cuộc sống gia đình với báo chí, Tuấn Tú nói, từ ngày lấy vợ, cân nặng tôi cứ tăng vù vù. Sở dĩ tôi được như thế là vì cuộc sống cá nhân đã ổn định hơn. Ăn uống, ngủ nghỉ và các thói quen khác đều rất có giờ giấc và có người chăm lo đàng hoàng, chứ không thất thường như trước. Ngay cả trách nhiệm sống cũng khác trước rất nhiều. Bây giờ tôi không chỉ sống thoải mái cho bản thân mà còn vì vợ. MC Tuấn Tú và vợ mình quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Vợ anh không phải là người hoạt động nghệ thuật, cô làm ở Bộ Ngoại giao và là tiểu thư con nhà tài phiệt. Khi anh tuyên bố kết hôn sau một năm quen vợ và rút lui khỏi showbiz, thì nhiều tin đồn không hay về chuyện của cả hai nổi lên. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Tuấn Tú chỉ chăm lo cho gia đình của mình và công việc anh đã chọn. Bà xã của Tuấn Tú dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng rất thông cảm cho công việc của chồng, cũng như ủng hộ anh theo đuổi đam mê của mình. Cả hai kết hôn được 3 năm sau đó có con đầu lòng, nam diễn viên giờ đây rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Vợ Tuấn Tú là Thanh Huyền, cô hiện đang làm việc ở Bộ Ngoại giao. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, bà xã của nam diễn viên được nhiều người dành cho nhiều lời khen vì vừa giàu vừa giỏi. Thời điểm quyết định chọn một hướng đi mới, cuộc hôn nhân của Tuấn Tú nhận được không ít sự bàn tán của dư luận. Không chỉ nhận luồng ý kiến lấy vợ có phần kém sắc, hơn mình, Tuấn Tú còn bị đường dựa hơi gia đình gia thế của vợ. Bố mẹ vợ làm ngành công an nhưng họ rất thoải mái. Ông bà rất hiểu và luôn tạo điều kiện cho các con làm những gì yêu thích. Có thể nói là họ rất chiều con cái. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái mỗi khi về nhà bố mẹ vợ chơi, hoặc đi đâu cùng ông bà. Tuấn Tú đã có lần bộc bạch với truyền thông. Vì ngoại hình khá chênh lệch nên không thoát khỏi gièm pha từ dư luận, nhiều người cho rằng nam MC ham giàu nên lấy vợ vừa già vừa xấu. Tuy nhiên, nam MC cho biết mình không bận tâm đến chuyện này. Một người đàn ông muốn tìm được vợ vừa đẹp, vừa giỏi giang, vừa ngoan hiền, rất khó. Người phụ nữ lý tưởng đó thời đại này hiếm lắm và chưa chắc những người ngoan hiền hoặc đẹp như hoa hậu đã phù hợp với mình. Tôi lấy người mình yêu thương, không phải lấy người để làm cảnh. Tôi quan niệm, người ta có quyền nói những điều họ suy nghĩ. Tôi không bình luận họ nói đúng hay sai nhưng tôi có quyền không màng đến những lời đó, vì tôi cưới vợ cho tôi, không phải cho ai khác. Nam MC thẳng thắn chia sẻ với truyền thông, nam MC cũng tâm sự rằng, bản thân đã từng trải qua nhiều mối tình nên nhận ra được cái gì chân phương, giản dị sẽ tồn tại lâu bền nhất. Huyền bà xã tôi bây giờ là một cô gái rất bình thường và nhờ điều này, tôi cảm nhận được tương lai gia đình ở cô ấy. Tuy lớn lên trong một gia đình có điều kiện và từng sinh sống ở nước ngoài, nhưng Thanh Huyền được Tuấn Tú và gia đình chồng nhận xét là người rất truyền thống, thích nấu ăn và tự tay dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống. Trong nhiều năm làm dâu, Thanh Huyền còn khiến bố mẹ và anh trai của ông xã quý mến vì thể hiện được sự nề nếp, rất biết cách vun vén tổ ấm. Tuấn Tú từng tiết lộ với truyền thông rằng anh vắng bóng nhiều năm với phim ảnh vì cả hai vợ chồng đều bận rộn chăm sóc con đầu lòng. Thậm chí gia đình còn không thuê giúp việc để hỗ trợ những công việc cần thiết, nên khi con 4 tuổi anh mới tái xuất. Tuấn Tú cũng thừa nhận từng mất nhiều thời gian để thuyết phục bà xã cho đóng phim trở lại. Anh khẳng định vợ rất thương mình và có chút lo lắng chồng sẽ gặp nhiều lời đồn đại, điều tiếng không hay khi quay lại showbiz. Nhưng thấy được sự đam mê của Tuấn Tú, sau này Thanh Huyền đã động viên và thậm chí thoải mái để chồng đóng cảnh gần gũi với đồng nghiệp nữ.
Nam MC cũng tiết lộ rằng vợ anh thỉnh thoảng cũng hay ghen với những cảnh tình tứ mà anh đóng trong phim. Tuy nhiên, cách xử lý tinh tế của MC Tuấn Tú khiến không ít các nam giới nên học. Khi xem phim đến cảnh tình cảm của chồng, vợ tôi thường sẽ nhéo chồng một cái. Hoặc đến những cảnh đấy tôi hay tắt TV, không cho xem nữa, hết cảnh thì xem tiếp. Cũng theo Tuấn Tú, vợ anh là một người bản lĩnh, đủ hiểu đấy là công việc, tin tưởng và chỉ ghen trong chừng mực. Nam MC Tuấn Tú cũng tiết lộ muốn sinh thêm con trong tương lai, và sẽ có những CCSH để bù đắp cho những vất vả lo toan mà bà xã đã dành cho mình. Cậu con trai kỳ nam của Tuấn Tú Thanh Huyền thì được lên sóng, thường xuyên hơn mẹ. Cậu bé rất khôi ngô, đáng yêu, được khen giống bố như đúc. Nhóc thì cũng biết tập tành diễn TikTok giống bố, cậu bé khiến cư dân mạng khoái chí cho rằng rất có tố chất làm diễn viên như bố. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng nam MC rất chú trọng đến việc dạy con. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Tuấn Tú từng chia sẻ, dạy được đứa con ngoan đã là thành công của bố mẹ, ông bố nổi tiếng cho rằng làm bạn với con là điều rất quan trọng. Nói về người vợ xinh đẹp, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ tôi rất thích chăm sóc trẻ con, đặc biệt con mình cô ấy chăm sóc rất kỹ. Bởi vì vợ chồng tôi rất khó khăn khi sau 3 năm mới có được con, nên chúng tôi dành hết sự yêu thương hướng về con. Trong bộ phim Về Nhà Đi Con, ông Quốc yêu cô Huệ cũng là ở điểm người phụ nữ hết lòng chăm sóc gia đình. Tôi yêu vợ mình, cũng bởi cô ấy là người phụ nữ cân bằng được việc của gia đình và xã hội. Là một MC, diễn viên nổi tiếng và có điều kiện, nên gia đình anh thường xuyên cho con trai đi du lịch khắp nơi, để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Mặc dù mới hơn 5 tuổi nhưng cậu nhóc kỳ nam, nhà Tuấn Tú đã được vi vu tại không ít quốc gia như Hàn Quốc, Singapore. Qua những chuyến đi, cậu nhóc học hỏi, khám phá thế giới bên ngoài. Với điều kiện gia đình như vậy, cư dân mạng cứ ngỡ vợ chồng anh sẽ cho con học tại một trường mầm non đắt đỏ. Tuy nhiên vợ chồng nam MC lại chọn cho con ngôi trường với học phí khá mềm. Theo Infonet bé kỳ nam, nhà MC Tuấn Tú học tại một trường mầm non có học phí mỗi tháng dao động từ 3,25-3,85 triệu đồng trên tháng, tùy theo từng độ tuổi. Tiền ăn là 50.000 đồng trên ngày, đồng phục là 250.000 đồng trên bộ và chăn ga gối là 450.000 đồng trên bộ. Tuy học phí không quá đắt đỏ nhưng chương trình học của trường được đánh giá tốt, vì có rất nhiều hoạt động thú vị giúp trẻ nhỏ nâng cao kỹ năng sống, rèn luyện tính năng động. Con trai của Tuấn Tú sinh 2015 tên thân mật là Pizza. Nam MC chiếc nón kỳ diệu từng bật khóc khi con trai chào đời, bởi anh và vợ đã mong chờ đợi tin vui suốt 3 năm. Hiện tại, cuộc sống của MC Tuấn Tú và vợ sau 7 năm khá yên bình. Anh được vợ ủng hộ trong công việc. Nói về cuộc sống vợ chồng, MC Tuấn Tú chia sẻ, cuộc sống vợ chồng không thể tránh được những lúc như thế đâu. Khó lắm. Bát đũa còn có ngày xô lệch vợ chồng có những chuyện không hiểu nhau là chuyện bình thường. Vì sao tôi vẫn luôn nói tôi muốn lấy một người vợ cho mình, bởi vì người đó hiểu tôi, có thể bao dung, nhưng nhịn nhau. Vợ tôi là người phụ nữ như vậy, cởi mở, bao dung và yêu thương chồng con. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.